Ủa chạy Mỹ Phước hả? Anh để lỡ để ớt xe Gen Z rồi. Cũng được không? Alo 1, alo 1, 2, 3, 4, alo. Đây, thủ môn. Mẹ đi ơi. 32, Úc Teo. Số 5 là hậu TV hả? Hậu TV hả gì em? Hậu TV số 5 thôi bà bé anh. Đạt chứ là quốc tuần. Hậu tuốt à. Rồi hậu TV đi ha. Quốc tuần Quang Kha số mấy vậy Quang Kha? À Quang Kha lão xanh phải không? Rồi bé anh. 30 toàn thắng 16 là Tấn Giao, số 5 là Minh Thiện. Rồi số 5 Minh Thiện nữa là em đúng không? Rồi nghĩa mắm cũng số 5 nè. Trình Hào, Văn Xuyên, Mẫn Đen, Mẫn Black. Còn thiếu tên nam dùm anh em đọc lại ha. Úc Teo nè, Hậu TV, Đạt GG nè, Quốc Tưng nè, Văn Kha, Toàn Thắng, Tấn Giao, Minh Thiện, Nghĩa Mắm, Đà Đình Hào, Văn Xuyên, Mẫn Đen, còn ai chưa ghi tên không? Tạo 20 công tạo. Xin chào anh Hơ. Cảm ơn anh Hơ, Quỳnh Như các bạn. Nay không có đi làm, có thời gian vô quậy Bình Dương nữa coi. Ok, cảm ơn anh Hơ. Thì mà chúng ta hiện tại hai đội bóng Hoài Đức FC và SC Gen Z đang khởi động các bạn. Ít phút nữa thôi tại sân đấu Hoàng Hậu Xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, ta sẽ được chứng kiến màn trình diễn siêu kinh điển với hai đội bóng đó là SC Gen Z và Hoài Đức FC các bạn. Ok, cảm ơn Quỳnh Như nha, cảm ơn Quỳnh Như rất nhiều. Quỳnh Như bây giờ đổi cái tên nick Facebook của thành Hờ các bạn, cảm ơn Quỳnh Như. Hello Út Quẹo nha, ít phút nữa thôi trận đấu sẽ được bắt đầu các bạn. Rồi anh Giang, anh Hoàng Giang vô tình lượm được bí kíp luôn. Anh chào Út Quẹo, chào Quỳnh Như, chào Lê Phước Thịnh, chào Bảo Quý nha. Bảo Quý với Lê Phước Thịnh đang càng kệ toàn thắng các bạn. Rồi, tính là lắc. Đó, vậy đó, đó vậy thôi.
ơi. Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân đấu Hoàng Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn, để theo dõi trận đấu giao hữu siêu kỳ điển vào chiều ngày hôm nay. Trận đấu giữa hai đội SC Genzet và cao thủ Hoài Đức FC. Cầu quân trong hiệp đấu thứ nhất này thì cao thủ SC Genzet thi đấu phần sân tay trái của chúng ta. Còn cao thủ Hoài Đức FC thi đấu phần sân tay phải trong phục màu áo xanh. Và trọng tài bắt chính trong đấu ngày hôm nay đó là trọng tài quá quen thuộc tại sân đá Hoàng Hậu này, đó là trọng tài Tất Điền. Đây là Bá Lành được truyền nhìn cho Thiện Viper. Là Huy Vua và chuyển bóng của các cầu thủ Hoài Đức FC các bạn, và đây là Tiến Lĩnh. Và để cho quý khán giả các bạn chúng ta tiện theo dõi ở những phút thi đấu tiếp theo của hiệp một này, huấn luyện viên xin điểm qua những cái tên đang có mặt trên sân lúc này. Bên phía đội Hoài Đức FC thì đội phần sân tay phải trong phục màu xanh ta có thủ môn, đó là thủ môn gì không à, đặng lòng các bạn ơi, thủ môn Đặng Lòng. Có trung vệ là Huy Vua, hậu vệ bên trái là Bá Lành, hậu vệ bên phải là Tiến Lĩnh, cặp tiền vệ chúng ta có Giang Tính và Thiện Bái Bơ, và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là Hồ Sang. Đó là bảy cái tên bên phía đội Hoài Đức FC. Còn phía đội SC Genzet chúng ta có thủ môn là Úc Theo, có trung vệ số 5 đó là Minh Thiện các bạn, và sau đó bạn là Nghĩa Mắm, và cũng có một cầu thủ số 5 nữa đó là Minh Thiện, và thế một cầu thủ số 5 nữa là Hậu TV. Đó là ba cầu thủ số 5 bên phía đội SC Genzet, còn có ngoài ra còn có Đình Hào số 13 các bạn, và số 30 Công Tạo. Đây là Huy Gua, đó đường truyền của môn Đặng Lộc. Đây là Huy Gua, một đường truyền cho Giang Tính. Giờ này Giang Tính sẽ làm gì đây? Một đường cho khe chưa được. Đây là Hậu TV, một đường truyền đến vị trí của Nghĩa Móng. Xin chào Quỳnh Như, đội nào nhiều trái đẹp nhất đội đoan? Đó là Hoài Đức không hầu. Một thủ cản qua rất hay của môn Đặng Lộc, đủ chiếc điểm của các cầu thủ SC Genzet. Đây là Công Tạo, Hoài Đức bóng tốc độ, vẫn là Công Tạo. Xin chào. À xin lỗi các bạn, là toàn thắng các bạn ơi. Rồi xin lỗi nha các bạn. Đây có môn Đặng Lộc. Thôi huấn luyện viên hơi lắp dập trong khúc đầu chứ mong các bạn thông cảm. Đó là đường truyền của Bá Lành. Vẫn là Bá Lành các bạn. Thiện Quay Bơ, xin chào Tô Đế Quang. Genzet có Vũ Tính không lấy gì? Chưa có Vũ Tính nha Tô Đế Quang. Xin chào Nguyễn Nhật Tiến. Đó là vẫn là toàn thắng thắng lọ các bạn. Đó được cho khe. Được cho khe của Thiện Quay Bơ, và đây là Hồ Sang. Đường truyền dứt phải dứt điểm không không? Dứt điểm của đội sư Ba Bá Lành. Xin chào Úc Quẹo, Giang Tính xuất sao một trái coi. Đó là nhãn Úc Quẹo. Chào anh Linh Ba Lá Na 14 lon các bạn. Chào anh Nguyễn Cường. Hello bình viên, ghiền quá rồi mà chưa có dịp thi đấu các bạn. Cảm ơn anh Nguyễn Cường, cảm ơn Tô Thiếu Quang. Cảm ơn Quỳnh Như, cảm ơn Nguyễn Nhật Tiến, cảm ơn Úc Quẹo, cảm ơn anh Linh Ba Lá Na 14 lon rồi. Anh nhà Hoàng Giang hỏi anh Linh là 14 lon chắc 4 người anh ơi. Đây là pha đi bóng của Nghĩa Mắm chưa được. Còn một lần nữa chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hoàng Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, để theo dõi trận đấu giữa hai đội SC Genzet và Hoài Đức FC, và tỷ số hiện tại đang là 0 đều của bạn. Đó là pha đi bóng của Thiện Mấy Bơ cho khe rất hay, Hồ Sang chưa được. Đó là pha phối hợp giữa Thiện Mấy Bơ và Hồ Sang, pha bóng đúng không chưa thành công. Bên phía đội trẻ ở SC Genzet chúng ta còn có cầu thủ số 21 đó là Đạt Chi Gờ các bạn. Đây là Úc Theo, đây là Đạt Chi Gờ các bạn. Chào Bùi Long, hello bình nhiên, cảm ơn Bùi Long. Quý Quân Thiện Mấy Bơ bỏ bóng rất hay, đây là Giang Tính sẽ làm gì đây? Giang Tính được chiến, chưa được. Đó là pha cắt bóng của Minh Thiện các bạn. Hiện tại thì cầu thủ số 20 đang chơi vị trí cao nhất, đó là toàn thắng bên phía đội SC Genzet. Còn đây là Tiến Lĩnh, trước điểm không hầu. Xin chào Bùi Long, chào Sói Con. Hello thằng Beta, lái xong qua nhà định Anthony luôn. Ok, cảm ơn Lập Vũ. Hello Lập Vũ.
Hôm qua là về là mà sáng nay mới 12 giờ trưa mới mới tỉnh nổi ra thành beta, thành ta tê là tiến lĩnh. Rủ các bóng kịp thời của Hugo. Một lần nữa chào quý khán giả các bạn đã vào xem livestream của buổi sáng đá bóng chúng ta. Rất đông khán giả vào xem và bình luận các bạn. Đó đường truyền của Đạt Chigo. Và đó đường truyền của Đinh Hào nhưng hơi nhẹ. Là Gia Tính. Đó là vị trí gặp cây, đây là Toàn Thắng sẽ làm gì đây? Và xử lý rất kỹ thuật các bạn. Giờ Toàn Thắng chưa được. Đủ các bóng của Tiến Lĩnh đây là Giang Tính, xin chào Bùi Lộc. Đó là nhắn như Tiến Lĩnh suốt nhiều vô mình gì? Đó là nhắn của Bùi Lộc. Thành Beta đang giao lưu đầu còn với Định Anthony các bạn. Bữa nay là anh hết nổi mà Thành Beta rồi, Thành 3T. Sẽ làm từ đủ phóng bóng lên cho Úc Teo. Đạt GG các bạn. Còn nữa chúng ta đang có mặt tại sông đá Hoàng Hậu của Sám Hương, Nguyễn Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Để dõi trận siêu kinh điển giữa hai đội SCNZ và Hoài Đức FC. Thì tỷ số hiện tại đang là 0-0 và trọng tài đang có chính, đó là trọng tài anh Thanh Điền các bạn. Đây là nghĩa móng dứt điểm 0-0. Bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Đăng Long. Họ mở thông tin chi tiết như là số điện thoại của anh Toàn máy đội viên đã cho chạy chữ bên dưới rồi. Như là cho chạy trong phần mô tả, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ với số điện thoại là 0919 864 666 các bạn. Bạn cứ điện thoải mái đi, 24/24. Đó là pha đi bóng của Thiện Mấy Vân. Đó là pha đi bóng của Ba Lăng. Vẫn là Ba Lăng. Tuyển Lĩnh. Tuyển Lĩnh chất đêm không bầu. Bóng nó trúng vào người của Minh Thiện qua đi hết được Minh Ngang. Và góc cho các thủ FC Hoài Đức các bạn. Thì chào Bùi Long, chào Thắng Beta. Kiều Tiến Lĩnh xuất nhiều vô các bạn, mà không ngờ là Tiến Lĩnh nãy giờ cũng xuất hơi nhiều đó. Thiện Mấy Vân chứ đêm vẫn chưa được. Hồ Sẽ không ơi. Đó là ba giây điểm của Hồ Sang, nhưng mà rất tiếc là bóng đã đi qua cầu vòng. Đây là nghĩa bóng. Đó là đường truyền dài chưa được các bạn. Và các bóng của Quý Gò và đây là Tiến Lĩnh, một đường truyền cắt cây. Thiện Mấy Vân làm gì đây? Đó là đường cho khe chưa được. Lại là một đường phối hợp giữa Thiện Mấy Vân và Hồ Sang các bạn. Đó là chịu Đạt Chi Gờ, đây là Minh Thiện. Sẽ làm đường phát bóng lên cho thủ môn Úc Teo. Xin chào Quang Khởi, bữa nay anh lĩnh suốt quá suốt rồi, KKKK. Đó là lời nhắn của Quang Khởi các bạn. Đạt Chi Gờ. Đó là đường chi dài. Đó là đường chi hướng đến vị trí của Hậu TV, chưa được. Thủ môn Đăng Lộc cũng đã có bóng chính xác trong núi vừa rồi các bạn. Đó là bài đi bóng của Thiện Mấy Mơ, làm gì đây? Đường chiến, Úc Teo. Úc Teo đã có bóng rất kịp thời các bạn. Đúng dứt điểm của Hồ Xe, Đạt Chi Gờ. Và đây là Huy Gùa. Huy Gùa chuyển bóng cho Hồ Sang, làm gì đây? Thiện Mấy Mơ đã ngơ về thế vượt quyền mất rồi. Sẽ làm tình huống không không. Đây là Hậu TV. Xin chào Hoàng Khởi, chào Bùi Long, chào Thành Beta. Cú dứt điểm không bầu. Hậu TV đã ngơ về thế việt vị rồi. Dạ em nghe chị Hoài. À biết chị chứ biết sao không? Tại vì á là bữa đó em dẫn cái chương trình mà trung thu á chế là tới tối lận. Dạ, chế em nói nghe nè, có gì đáng lát em điện lại cho em, bây giờ em đang live stream mà chế. Dạ. Điện với bơ ghi mở tí số. Đấy, dạ, biết rồi, em đang nói chuyện rồi. Vừa rồi thì Thiện Mấy Bơ các bạn, Thiện Mấy Bơ đã ký quan, cũng dứt điểm, ký quan mở tí số cho đội Hoài Đức FC. Rồi tiếp theo, tiếp tục. Tỷ số đã được mở cho cao thủ Hoài Đức FC và thắng của Thiện Mấy Bơ đội số 6 các bạn. Tỷ số đã được mở và hứa hẹn những phút thi đấu tiếp theo thì chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa các bạn. Đây là Giang Tính.
Đó là đường chuyền của Đăng Long dành cho Bá Lanh. Tiến lĩnh. Đường chuyền cho Văn Tính. Văn Tính làm gì đây? Một pha đi bóng tốc độ của Văn Tính. Dứt điểm cầu vào. Bóng đi một sang ngang phóng lên dành cho thủ môn Út Teo. Đó là đường chuyền Út Teo dành cho Minh Thiện. Đạt chi cơ. Đó là ba bóng của thủ môn Đăng Long. Một đường chuyền dành cho Văn Tính. Đây là Thiện Bay Bơ. Thiện Bay Bơ là cầu thủ đang ghi bàn mở lý số trận đấu chúng ta các bạn. Đây là Bá Lanh. Cú dứt điểm không vào. Bản câu hậu TV. Và đây là đường chuyền của Đình Hào dành cho Toàn Thắng các bạn. Toàn Thắng sẽ làm gì đây? Đó là đường chuyền đến vị trí hậu TV. Đó là đường chuyền. Dứt điểm không vào. Và điểm bóng của Nghĩa Mâm nhưng chưa thành công. Một nữa chào Hoàng Khởi, chào Bôi Long, chào Thành Beta, Thành Bát Tê. Đây là Văn Tính. Vẫn là cao thủ Hoài Đức FC. Và đội bóng Văn Tính rất kỹ thuật. Vẫn là Văn Tính các bạn, rất tốc độ. Trần Thanh Thông. Đây là Toàn Thắng. Toàn Thắng sẽ làm gì đây? Và đội bóng tốc độ. Toàn Thắng làm gì đây? Chưa được. Bóng đã để hết được 10 ngang rồi. Bóng lên dành cho thủ môn Đăng Long. Rất hay. Và để bóng 3 lần các bạn. Vẫn là 3 lần. Chuyền về dành cho thủ môn Đăng Long. Vẫn là cao thủ Hoài Đức FC. Tỷ số đã được mở các bạn. Tỷ số đã được mở bởi Thiện Bay Bơ. Và bây giờ cao thủ FC Ganh Giác đã bởi vì tình huống dâng cao. Để dứt điểm về khung thành của thủ môn Đăng Long nhưng vẫn chưa có bàn thắng các bạn. Đội bên phía đội FC Ganh Giác đang bị đầu. Đó là Nghĩa Mắm. Nghĩa Mắm có vẻ như không thể tiếp tục thi đấu và gờ sân các bạn. Và bên phía đội FC Ganh Giác thì cầu thủ số 25 Tôi Là Xuyên đã vào sân các bạn. Tôi Là Xuyên, thủ số 25 vào sân. Đường chuyền của Văn Tính dành cho Bá Lanh sẽ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Bóng vẫn còn. Tiến lĩnh. Đây là Bá Lanh. Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Hoài Đức FC. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là Bá Lanh các bạn. Chúng ta cùng chờ xem tổ hợp đá phạt của cầu thủ Hoài Đức như thế nào các bạn. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này là Văn Tính. Văn Tính dứt điểm. Không vào. Bóng trúng hàng rào các bạn. Sẽ là cầu thủ đẹp biên cho cao thủ Hoài Đức. Ui cô, một đường chuyền dành cho Văn Tính. Đó đường cho Kha. Một đường chuyền dài dành cho Tiến Lĩnh các bạn nhưng chưa thành công. Và các bóng của Minh Thiện. Đây là Thiện Bay Bơ. Và bằng xử lý rất hay các bạn. Và đây là quý gồm một đường chuyền dành cho Bá Lanh. Vẫn là cao thủ áo xanh của Hoài Đức FC. Hồ Sang. Thiện Bay Bơ. Ok, đây là Tiến Lĩnh. Sẽ làm gì đây? Cú dứt điểm không vào. Bàn gót của Bá Lanh nhìn hơi nhẹ các bạn. Rất kỹ thuật. Và xử lý các hay được chiến. Chưa được. Chưa có bàn thắng cho các cầu thủ SCGS. Và đó là đường chuyền của cầu thủ số 30 Toàn Thắng dành cho Tôi Là Xuyên. Văn Xuyên các bạn. Đây là Văn Xuyên. Văn Xuyên làm gì đây?
Rõ đường truyền cho Đạt Chi Gơ, bóng xuyên, không bầu. Đây là đâu? Đạt Chi Gơ các bạn. Đạt Chi Gơ làm gì đấy? Mình cho khang các cây. Đây là bóng xuyên. Bàn thắng của bóng xuyên các bạn. Bóng xuyên vừa ghi bàn và có một bàn ăn mừng ngủ điểm ba lê các bạn. Tỷ số đã được sang bằng 1-1. Hai đội bóng chúng ta đã quay về và xuất phát rồi. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Hồ Sang. Hồ Sang vừa ghi bàn nâng số lên 2-1 cho các cầu thủ Hoài Đức FC các bạn. Bàn thắng của nó là đến rất nhanh cho cầu thủ Hoài Đức các bạn. Sau khi Quán Xuyên vừa ghi bàn sang bàn tỷ số thì Hồ Sang cũng đã ghi bàn nâng số lên 2-1 các bạn cho cầu thủ Hoài Đức FC. Rất hay, rất hấp dẫn. Đường cho khe, rất hay. Một cầu thủ vào sân hai cho Quán Xuyên bên phía đội SC Gen Z. Xin chào Lê Phước Thịnh, anh nhắn là anh Tuân làm mũi chết 13. Đây là ba lần các bạn. Cầu thủ số 24 vào sân phía đội SC Gen Z. Đó là Quốc Tuân. Cầu thẳng dứt điểm, không bầu. Đó là pha xoay người dứt điểm bằng chân trái các bạn. Bóng đã đi vô cầu vòng. Đây là ba lần. Điện bay mơ. Điện là ba lần. Và để bóng tốc độ ba lần. Một pha qua người của anh. Đây là Vigo. Vigo chuyền bóng. Và đánh đầu cắt bóng của Minh Thiện. Minh Thiện hiện tại đang thi đấu vị trí trung vệ cho cầu thủ SC Gen Z. Hoàng Khởi gọi nhắn là anh Lĩnh cũng xém máu rồi. À kìa tiếng Lĩnh ngoài các bạn. Chào Lê Phước Thịnh, chào Hoàng Khởi. Chào Năm, chào Nam, chào quý khán giả và các bạn đã vào xem live stream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta ở SC Gen Z và Hoài Đức FC. Hiện tại thì tỷ số là 2-1 nghiêng về cầu thủ Hoài Đức. Bàn thắng nâng số lên 2-1 đó là bàn thắng của Hồ Sang các bạn. Xin chào Diệp Thanh, hello Diệp Thanh nha. Thì Giang Tính. Đó là đội truyền Nhạc Biên dành cho Ba Lâm. Điện bay mơ. Quý vua. Giang Tính. Giang Tính làm gì đây? Dứt điểm. Không bầu. Và dứt điểm của Giang Tính. Bóng đi vô cầu vòng. Phản lên cho một bóng theo. Đây là hậu TV. Rất hay, hậu TV chỉ bóng dành cho Đạt Chi Gơ các bạn. Đường chuyền của Toàn Thắng. Và số 1 đang lọc tạo một bóng chính xác đúng chưa rồi. Tiếng bay mơ. Tiếng mơ làm gì đây, một pha qua người. Vẫn là thấy bay mơ. Đó, đường chuyền cho Hồ Sang, Hồ Sang làm gì đây. Ba lần. Ba lần dứt điểm, không bầu. Bảy điểm rất mạnh qua lần, bóng đi vô cùng vòng. Đạt Chi Gơ các bạn. Đây là Giang Tính. Ba lần. Vẫn là cao độ Hoài Đức FC. Đây ba lần các bạn. Đạp ruộng đá phạt rồi. Ruộng vừa bị phạm lỗi đó là Quốc Tương. Đây Toàn Thắng. Xin chào Kéo Bên Em. Hello Kéo Bên Em các bạn. Kéo Bên Em giờ này không biết có ngồi khác để VIP để xem không. Hello Kéo Bên Em. Hello Diệp Thanh, hello Hoàng Khởi. Hello Lê Phước Thịnh, đây là Giang Tính đi bóng tốc độ. Ruộng cắt bóng của Đạt Chi Gơ. Sẽ là từ ruộng ném biên cho các cầu thủ xanh.
tiền mấy bơ, tiền mấy bơ không đâu. Và với điểm của Thiện mấy bơ các bạn nhìn thấy nhà cũng một cút theo đó, không chính xác đúng gì rồi. Đây là Minh Thiện. Bồn chiên hướng đến vị trí của Hậu Tiên Huy. Hồ Sang đã cắt được bóng rồi. Dẫn vào Hồ Sang. Sẽ làm một ruộng trả bóng về dành cho thủ môn Út Theo. Về 20 phút của video thứ nhất đã trôi qua. Sẽ có những sự thay đổi cầu thủ của hai đội bóng chúng ta các bạn. Bên phía đội bên phía đội Đức FC chúng ta có những cái tên vào sân, gồm có Lộc Hiếu, có anh Hoàng nha, có Thanh Phong vào sân các bạn. Đó là những cái tên vào sân bên phía đội ngoài Đức FC, còn có Hoàng Nhất nữa các bạn. Bên phía đội FC Gan Thép chúng ta có cầu thủ vào sân cùng với điểm không vào. Đó là pha dứt điểm cầu thủ số 16, đó là Tấn Giao, bạn Tấn Giao vừa vào sân và có tình huống dứt điểm diễn thành của môn Tấn Long. Tấn Giao vào sân, có Văn Xuyên cũng vào sân trở lại, có cầu thủ số 20 Công Tạo cũng vào sân. Và có một cầu thủ áo đen cũng mới vào sân các bạn. Tấn nhau Huy Xuyên vậy, Quang Thâm cũng vào sân các bạn. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Hoài Đức. Quang Thâm đây là Quang Nhất các bạn, Huy Xuyên dành cho Huy Gô có khay. Đây là Lộc Hiếu, đội chị giặc biên đến vị trí của anh Hoàng Giang. Bạn đầu của Quang Xuyên, Quang Xuyên cũng là cầu thủ đã ghi bàn bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại cho các đội FC Gan Thép các bạn. Hello em gái Nguyễn Quỳnh Trân, Quỳnh Trân chuẩn bị tổ chức một giải đấu U25 các bạn. Đó là đường truyền của Thiện Bánh Bờ. Đây là Lập Diếu, chưa được, phòng hợp chưa thành công. Một nữa chào em gái Nguyễn Quỳnh Trân, chào Kế Minh Hiệp, chào Diêm Thách, chào Hoàng Khải. Đó là đường truyền của cầu thủ 20 Công Tàu. Đây là Hoàng Thông. Đó là pha đi bóng của Lập Diếu, không vào. Hãy lời bé Nguyễn Quỳnh Trang, hôm đó chắc anh không được rồi, Quỳnh Trang ơi. Và đây là pha đi bóng của cầu thủ số 20 Công Tàu, Hoàng Thông, rất kỹ lực, vẫn là Hoàng Thông làm gì đây. Pha đi bóng Hoàng Thông, bóng vẫn còn thắng, đủ cắt bóng Huy Gùa, thành Công Tàu, và đánh góc dành cho Tấn Giao. Tấn Giao làm gì đây, sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ đỏ FC Gan Thép. Tỷ số hiện tại đang là 2 nghiêng về Hoài Đức FC các bạn, 1-1 nghiêng về FC Gan Thép. Đây còn thắng sao Đức, thì đó anh tính xin vé đá nè, vé đá mà lai luôn, cuối cùng lai luôn. Sẽ làm tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ FC Gan Thép. Quốc Cương là cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này các bạn. Quốc Cương dứt điểm, không vào. Nguồn Đặng Long đã bóng chính xác núi dư rồi. Và dứt điểm của Quốc Cương bóng đi sệt nhưng hơi nhẹ. Quý gà, đơn giản thôi.
là đội quan nhất, một đội gì trong quý vô. Vì vô chuyển bóng đến vị trí lòng dưới bắt thân. Và đội bóng có thể bay mơ, làm gì đây? Bóng dẫn con, thì bay mơ. Và góc cho cao thủ qua Đức FC. Và đây là anh Quang Giang, một đứa chỉ bóng. Và đầu của công đồng Quang Nhất Quý Gùa. Đây là Thanh Phong các bạn, chủ vệ Thanh Phong. Gót hay, và xử lý gót hay Quang Nhất. Và đây là Quý Gùa, được chê gót hay, công bầu. Đó là vào phối hợp giữa Quý Gùa và anh Quang Giang. Sẽ là tình huống bóng lên cho nó bồn Úc Teo. Tấn vào các bạn. Quang Tân dứt điểm không bầu. Đó là pha đá bóng rất hay Quang Tân các bạn, nhìn rất tiếc là bóng nó trúng sàn ngang. Khá đáng tiếc cho Quang Tân chụp đúng vừa rồi. Sẽ làm tình huống pha góc dành cho cầu thủ FC Gen Z. À xin lỗi các bạn, phát bóng lên cho cầu thủ Hoài Đức FC. Chào Lý Na, Lý Na GG các bạn. Hello Lý Na. Đây là anh Hoàng Giang, một đường truyền cho Thiển Bái Bơ. Chào Lý Na nha, sân bóng đá Hoàng Hậu các bạn. Ta đang có mặt tại sân bóng đá Hoàng Hậu, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Và đây là pha đi bóng lòng giữa không bầu. Đó là tình huống cản hóa của đội Úc Teo. Đây là Huy Gùa. Dạ dạ lai luôn á Nắng ơi, lai luôn á. Dạ bảy giờ là siêu kinh điển mà. Đó là đường chuyển thành không đến đội chuyển lòng giữa của bạn nhiều hơn mạnh. Nghe tăng ơi, nghe tăng, nghe tăng, nghe tăng. Đang sân banh. À, có thầy phải không? À, gãi đây. Rồi, ok. Thứ bảy hả? À, rồi, biết rồi. Rồi. Thiện máy bơ. Rồi hoàn thông các bạn một đường truyền. Chưa được, Thiện máy bơ là các bóng thành công. Rồi Thiện máy bơ làm gì đây? Thiện máy bơ cho khe góc cây. Để làm hoàn giang chứ đi. Không bầu. Bóng lên dành cho đội bóng Úc Teo. Vẫn xuyên các bạn. Một chuyện khá dài nhưng chưa thành công, không đi hết được nguyên dọc. Giang Tính sẽ ném biên cho các đội qua Đức FC. Thanh Phong. Đây là Giang Tính. Thiện bay mơ. Lại là anh Hoàng Giang. Đó được cho khé à? Chưa được. Giang Tính sẽ làm tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ qua Đức FC các bạn. À, như vậy một cầu thủ mới vào sân bên phía đội Gen Z FC. Đó là Quang Kha các bạn, Quang Kha cũng vào sân. Quang Kha vào sân và với phạm lỗi với Giang Tính các bạn ta sẽ đến tình huống đá phạt cho các cầu thủ qua Đức FC. Xin chào thầy Tùng Quách.
Chúc anh em buổi chiều buổi tối vui vẻ các bạn, đó là nhận của thầy Trung Quốc trọng tài sân bóng đá Hiếu Trung ở trận 1 của xã Thượng Hưng. Chủ nhật này lỡ hẹn với chỗ thầy Tùng nữa rồi. Đó là 7 điểm không vào, bóng chúng hàng cao. 7 điểm quan nhất các bạn. Chủ nhật này lỡ hẹn nữa rồi thầy Tùng ơi. Chủ nhật này em kẹt trung thu rồi. Kẹt làm chương trình trung thu nên không livestream được rồi. Có ăn rồi, không có like nữa. Nữa ngoài nước quậy hoài luôn. Chủ nhật này là tại trường trung học phổ thông Mỹ Hương các bạn, có tổ chức cái lễ trung thu cho các em chiều tối các bạn. Mời ngoài nước qua nhận qua bánh nha, bánh trung thu với lồng đèn. Đây là thành phong chiều bóng dành cho quan nhất. Đây là Văn Tinh. Ở đường truyền của công tàu rất hay dành cho Quang Tương. Được thế không bao. Đó là pha phối hợp vừa công tàu và Quang Tương các bạn. Cũng dứt điểm vừa rồi thì chưa thành công. Sẽ làm một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ SC Gành Dép. Xin chào Đoàn Vĩnh Tiên nhắn với ông bầu Hoài Đức vô đá đi ở ngoài không vậy Bình Đức Duyên. Ca. Đó là nhắn của Đoàn Vĩnh Tiên các bạn. Ông bầu Hoài Đức thì mới đi làm về nên vô dễ không được đá rồi. Đoàn Vĩnh Tiên ơi, lát nó mới được đá. Đây là tình huống ném biên cho các thủ Hoài Đức FC. Đó là pha đi bóng của Lộc Vũ. Lộc Vũ làm gì đây? Không bầu. Đó là pha dứt điểm của Lộc Vũ. Bấm lên cho thủ môn Úc Teo. Một nữa chào Đoàn Vĩnh Tiên, chào Thanh Tùng, chào Lý Na. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 các bạn nhìn về các thủ Hoài Đức FC. Chúng ta có bàn thắng bên phía đội Hoài Đức FC thì bàn thắng mở tỷ số của Thiện Bay Bơ các bạn. Và ngay sau đó thì Quán Xuyên bên phía đội Ken Jet FC cũng ghi bàn sang bàn tỷ số 1 đều và chỉ trong vòng khoảng 1 phút đó các bạn, vài chục giây thôi thì Hồ Sang cũng đã ghi bàn tỷ số lên 2-1 cho các thủ Hoài Đức FC sau tình huống ghi bàn của Quang Xuyên. Và tỷ số 2-1 vẫn đang là tỷ số cho đến thời điểm hiện tại. Thánh Phong chung về các bạn. Đó đường truyền là Thiện Bay Mơ. Và đây là anh Quang Giang. Giang Tính. Giang Tính đi bóng tốc độ. Đó đường truyền nhìn ra Thiện Bay Mơ. Thiện Bay Mơ làm gì đây? Quang ơi. Chữa được, công tàu đang không thành công. Chữa được công tàu. Đó đường truyền của Tấn Giao. Đây là công tạo các bạn, một đường chọc hai chưa được. Và đó là đường truyền của anh Hoàng Giang dành cho Hoàng Nhất, làm gì đây? Chưa được. Vẫn là Hoàng Nhất. Một đường truyền cho anh Hoàng Giang đánh đầu. Chưa được. Sẽ là tình huống phát bóng lên dành cho thủ môn Úc Teo. Bấm lên trên khu vực Đặng Lộc các bạn. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có mới có 3 bàn thắng thôi. Và một lợi thế đang nghiêng về các thủ Hoài Đức FC với 2 bàn thắng. Còn các thủ FC Gành Dép thì có 1 bàn thắng các bạn. Một hiệp 1 đang khá hiếm bàn thắng các bạn. Xin chào Hà My, Kiêu Thiện đá sáng lên bình những người. Đó là nhắn của Hà My các bạn. Hà My là hỏi là Thiện Paper có cần không ai biết phải Thiện Quy Bơ hay là Thiện Minh Thiện các bạn. Rồi nhắn của Hà My các bạn, Kiêu Thiện đã sáng lên mình là gì? Em hàng sớm à? Đó là cô hàng sớm các bạn. Thôi vậy mình là gì nói tới đây thôi. Xin chào Lê Phước Thịnh. Cả trẻ toàn thắng các bạn, chào Đoàn Vĩnh Tiên. Tương Biêu chạy như tên đi lên coi. Đó là nhắn của Đoàn Vĩnh Tiên các bạn. Quốc Thương còn có thời gian là Tương Biêu. Xin chào Hà My. Minh Thiện á, mình đương nhiên Minh Thiện chứ không phải là Thiện Biêu. Thì là nhắn Minh Thiện các bạn. Đây là anh Hoàng Giang với đêm đương nhiên. Ok, Hồ Sang với đêm. Quyệt, xin lỗi các bạn. Đó là Lòng Chúa các bạn, Lòng Chúa rồi đấy, việc gì coi. Quên. Hồ Sang nãy cũng mặc chứ không biết.
Lộc Diệu vừa nhận đường truyền của anh Hoàng Giang các bạn, nhưng rất tiếc là Lộc Diệu đã gần thế quyền vị rồi. Còn nữa chào Hà My nha, người ta nhắn là kêu Thiện đá sáng sáng lên các bạn Minh Thiện. Nhưng mà Minh Thiện mình phía rồi ở CNZ là cũng rời sân để nhường vị trí cho đồng đội của mình rồi. Rồi Minh Thiện gửi là nhắn lại cho Hà My là nói là chạy vô đây nè. Đó là dẫn Hà My và Minh Thiện các bạn. Và đây là Quang Xuyên. Quang Xuyên Quang ơi, các thầy, tôi là Xuyên. Một đường truyền dành cho Tướng Biêu. Tướng Biêu là gì đây? Đó là một đường truyền dành cho công tàu truyền bóng các thầy. Tôi là Xuyên. Dứt điểm. Và phối hợp với bộ ba công tàu tôi là Xuyên và cầu thủ Văn Kha ghi bàn các bạn. Văn Kha vừa ghi bàn sang bàn tỷ số 2-2. Hai đội chúng ta đã quay về quạch xuất phát rồi. Và đây là những cuộc thi đấu dần về cuối của hiệp 1 các bạn. Từ đường truyền rất hay của công tàu chủ Quang Xuyên truyền bóng ngang cho Văn Kha ghi bàn các bạn. Sang bàn tỷ số 2-2. Hai đội chúng ta quay về quạch xuất phát rồi. Thế trận đang khá căng bằng. Và theo thông báo của trọng tài Thanh Điền thì chúng ta có khoảng 2 phút bù giờ cho hiệp 1 các bạn. Đó đường truyền của Quang Thông tấn vào cú dứt điểm từ xa. Xin chào Phạm Minh Thiện, xin chào 44 người đã nhắn là hello Bình Duyên. Cảm ơn 44, cảm ơn Phạm Minh Thiện người đã nhắn là tôi là Xuyên lập cú đúp lãnh 5 xị của Úc Teo. Đó là nhắn của Phạm Minh Thiện các bạn, tôi là Xuyên mà ghi thêm bàn nữa thì lãnh 5 xị của Úc Teo nha. Đó là đường truyền, đây là Thiện bay bớ làm gì đây. Đó đâu cho khe chưa được. Chào Lê Phước Thịnh, tấn giao ghi hoàng dắt đi Tô Châu. Giữ thiệt. Chào Hưng Sôi Gà, có là lát có la đâu nghe Hưng Sôi Gà. Qua lẹ lẹ đi Hưng Sôi Gà ơi. Giờ này em biết bán hết xôi với bánh mì chứ các bạn. Không hết thì đem qua đây mà Hoài Đức mua lấy hết luôn nè. Và đổ bánh tráng được không? Đúng rồi, đúng rồi. Tướng Biêu. Rồi là nhắn là... Giờ là nhắn của Ken Nguyễn Thắng các bạn. Dứt điểm. Quyền quyền không coi. Tình huống quyền quyền của... công đầu Kem Vi Thắng gọi là nhắn cho ba lần là ba lần mãi đỉnh. Và xin chào Hà My kêu kêu vô phụ teo coi Thiện ơi. Và đây là Lộc Diếu các bạn. Lộc Diếu chuyền bóng cho Thiện Bay Bơ một lần nữa dưới điểm không wow. Ở là ba dưới điểm của Thiện Bay Bơ, và Thiện Bay Bơ cũng là cầu thủ đang ghi bàn mở đi số trận đấu chúng ta. Chào Hà My, chào Mùa Kem Huy Thắng, chào Hưng Sơ Gà, chào Lê Phước Thịnh. Hà My nhắn với Thiện bên kia. Thiện bên kia chứ không phải Thiện bên đây. Đó là một đường chiến, đánh đầu, khoảng đầu của tôi là Xuyên. Tôi là Xuyên mà ghi thêm trái nữa là nhận 5 xị của Úc Treo các bạn. Đây là Hoàng Thông. Là Thanh Phong các bạn, bạn đầu cắt phong của trung vệ Thanh Phong. Đây là Thiện Bay Bơ, Thiện Bay Bơ làm gì đấy Quang ơi. Thiện Bay Bơ, Thiện cắt tóc, đường chiên. Đây là Quang Nghiêm. Quang Nghiêm cũng đã vào sân, mình phía ra ngoài nước FC. Thiện cắt tóc làm gì đây. Đó là phải điểm không vào. Phải điểm của Giang Tính. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ ngoài nước FC các bạn. Giang này Giang Tính một đường truyền cho Thanh Phong. Dẫn là Dân Tính. Đó là một đường truyền dành cho Thanh Phong. Chào Hà My, chào Gia Bảo. Gửi lời giùm em tới ba lần là nay không lên tập lăng hoạt 50. Sẽ là tình huống đá phạt dành cho cầu thủ SC Gen Z các bạn. Và như vậy chúng ta Thanh Điền cũng đã nói rồi, kết thúc hiệp đấu thứ nhất rồi. Kết thúc hiệp 1 thì hai đội chúng ta đang tạm hòa nhau với tỷ số là 2-2 các bạn. Còn như vậy xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta nghỉ với nhau trong ít phút. Và sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ hai. Ok, Gia Bảo nhắn nhà với ba lần là bữa nay không lên tập lăng phạt 50.
À, như vậy trọng tài Thanh Điền cũng đã nổi còi để hiệp 2 được bắt đầu. Kết thúc hiệp 1 thì cao thủ ở CGZ và Hoài Đức FC hai đội chúng ta đang tạm qua nhau vậy, tỷ số là 2-2 của bạn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào và cao thủ trên sân chúng ta sẽ đến quý khán giả và các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. 4 bàn thắng được ghi trong hiệp 1 và hiện tại thì đang chia đều cho hai đội bóng chúng ta. Đây là OTV. Trong hiệp 2 thì bên phía đội Hoài Đức FC thì ông bầu Hoài Đức cũng đã vào sân các bạn. Và thi đấu vị trí cao nhất đó là vị trí tiền đạo cấm. Đây thủ môn Đặng Long. Đó là chuyển Quán Nghiêm, là Hồ Sang. Vẫn là cao thủ Hoài Đức FC các bạn, Quán Nghiêm. Quán Nghiêm chuyển bóng dài. Đó được chuyển dài dành cho Ba Lan các bạn, nhìn hơi nhẹ. Đó là chuyển tiến lĩnh, đây là Ba Lan làm gì đây, một pha đảo chân của Ba Lan. Đó là pha chuyển bóng Hoài Đức, Hoài Đức. Đây là Quán Nghiêm. Là đạt chi cơ. Vẫn là Quán Nghiêm các bạn. Hồ Sang. Đây là Quý Gùa. Chúng ta đang theo dõi những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Và tỷ số hiện tại đang là 2-2. Trận đấu giữa hai đội SCGZ và Hoài Đức FC. Và trọng tài đang có chính trong đấu ngày hôm nay, chúng ta vẫn là trọng tài anh Thanh Điền. Tại các quen thuộc tại sân đó Hoàng Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Đây là Toàn Thắng. Toàn Thắng chỉ bóng cho Đạt Chí Gơ. Đụng cắt bóng của Hồ Sang. Sẽ đồng thuận ném biên cho cao thủ ở CGZ. Đây Linh Hồng. Toàn Thắng. Vẫn là thủ sư Ba Đình Hồng. Rất hay. Còn đây là Hậu TV. Hậu TV chỉ bóng dài. Rất hay cho Đạt Chí Gơ. Thủ môn Đặng Long đã có bóng rất kịp thôi. Thuận bóc bóng chính xác các bạn. Còn đây là Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh cho Khe. Đường cho Khe chưa thành công ngoài. Thủ môn Úc Tèo đã có bóng chính xác rồi. Một đường để bóng rất mạnh lên cho Công Đậu. Còn đây là Đặng Long. Sau trận đấu này sẽ diễn ra một trận đấu siêu kinh điển các bạn. Diễn ra vào tối thứ ba hàng tuần giữa hai đội giải trí 1 và giải trí 2. Trận siêu kinh điển hấp dẫn và mang tính giải trí rất cao. Giải trí 1 và giải trí 2. Là Quán Nghiêm. Quán Nghiêm chỉ bóng dành cho Hoài Đức làm gì đây? Ghi điểm. Đó là pha ghi bàn của tiền đạo Hoài Đức. Sau khi vào sân ở đầu hiệp 2 các bạn. Ông vào Hoài Đức đã ghi bàn. Mở tỷ số cho cao thủ Hoài Đức FC. Trong hiệp 2. Và nâng tỷ số lên 3-2 cho các cầu thủ Hoài Đức FC các bạn. Hoài Đức FC các bạn. Giờ ông bầu câu lạc bộ của Hoài Đức FC. Và ở nhà thì cũng có kinh doanh bánh tráng nướng mà bánh tráng trộn nữa bạn. Sao rồi, sao anh thèm? Không cho thèm đá hả? À, không đâu, đó là pha gì đứa quá lắm. Anh thèm xương ống gọi là nhắn đến đứa ngoài Đức là bữa nay mà không cho anh thèm vô đá là coi chừng ế luôn đó. Đánh đâu, đó là ban đầu của Toàn Thắng. Chào Gia Bảo, chào Nguyễn Hoàng Khang. Thiện Vidic có vào sân không mà đứng nhiên. Đó là nhắn của Nguyễn Hoàng Khang. Thì hỏi Thiện Vidic có vào sân không. Thiện Vidic có vào sân các bạn. Minh Thiện
Đây hiện tại đang là trung vệ phía đội SC Gành Giác nha các bạn. Xin chào Vũ Đình Duyên Calixto. Hello Vũ Đình Duyên, wow. Hello. Hello Vũ Đình Duyên, wow, mọi người các bạn, đó là nhắn của Vũ Đình Duyên Calixto. Cảm ơn Vũ Đình Duyên Calixto, cảm ơn Nguyễn Hoàng Khang, cảm ơn Gia Bảo. Gia Bảo nãy mình lượng là kêu ba lần mà bữa nay thôi không tập các bạn. Không tập thì khoảng 50. Sẽ nổ bóng ấm lên cho nó vòng úp theo. Tên là Hồ Sang. Một đường truyền về cho thủ môn Đăng Long. Chẳng là Hồ Sang các bạn, chẳng là cao thủ Hoài Đức FC. Tỷ số hiện tại đang là 3-2 nghiêng về cao thủ Hoài Đức. Cầu thủ vừa bị ghi bàn đang số lên 3-2. Cùng mở tỷ số trong hiệp 2 các bạn. Đó là Hoài Đức FC. Đây là Hoài Đức FC dứt điểm. Không vào. Hoài Đức FC luôn. Con lên dành cho Úc Teo. Đạt CG các bạn. Một đường cho Kha. Đó là các bóng của Vigo. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ SC Gen Z. Đây là công tàu. Ba lần này có bóng thành công. Ba lần chuyền bóng dành cho Hồ Sang. Hồ Sang làm gì đây? Đó là đường chuyền cho ba lần. Vigo. Và Văn Nghiêm. Hoàng Nghiêm sẽ làm gì đây? Quả đi bóng của Hoàng Nghiêm. Đó là chuyền dành cho Quý Gua các bạn. Một pha bỏ bóng của Tiến Lĩnh. Quả bật thử không vào. Pha phối hợp vừa ba lần nhà Quý Gua. Dứt điểm không vào. 7 điểm của Hoài Đức. Xin chào Minh Thuận. Minh Thuận gọi nhắn là chú gửi lời tới ba lần dùm Chí Vĩnh là Khánh Băng kiếm ba lần kìa. Ca. Đó là nhắn của Minh Thuận các bạn. Đây là Minh Thiện. Đây là đường truyền của Hậu TV dành cho Đạt Sĩ Gơ. Làm gì đây? Rất kỹ thuật. Đạt Sĩ Gơ. Rất hay các bạn. Đó là pha xử lý của Đạt Sĩ Gơ. Đạt Sĩ Gơ có thủ qua người và sau đó là thủ dứt điểm mà bằng máu hoàng trên phải ghi bàn. Bóng chúc công chồng và đi vào lưới các bạn. Tỷ số đã được sang bằng 3 điều. Hai đội chúng ta lại quay về và xuất phát nữa coi. Rất hay. 6 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội bóng chúng ta. Xin chào Thanh Tú. Tú BC các bạn. Đây là Tiến Lĩnh. Không vào. Pha cá bóng của Minh Thiện. Quả bóng dành cho cầu thủ Hoài Đức FC. Chào Tú BC, gọi nhắn là Lĩnh được mừng chạy nhiều vô. Đó là nhắn của Tú BC các bạn. Cải thiện Tiến Lĩnh nữa rồi. Đó là pha đâm bò bóng của Hồ Úc Teo. Đây là bán anh. Đây là Đình Hào phản công cho các cầu thủ ở sân Gành Giác cho Kha. Được cho Kha cho công tạo nhưng chưa thành công các bạn. Bóng lên cho thủ môn Đặng Long. Đây là Bá Lan. Tiến Lĩnh. Đó là Hậu TV. Toàn thắng. Góc kỹ thuật. Toàn thắng cho Kha. Đây là Đàn Sĩ G các bạn. Góc kỹ thuật. Đây là đường truyền cho công tạo, công tạo. Wow. Đó là pha xử lý rất hay công tạo và trước đó là đường truyền Kha rất hay của Đạt Sĩ G các bạn. Và trước đó nữa là một pha qua người của Toàn Thắng và đường truyền cho Đạt Sĩ G, sau đó Đạt Sĩ G truyền bóng cho công tạo ghi bàn. Tỷ số lên 4-3 cho cao độ SC Gen Z. Đó là pha đá bóng của Ba Lan. Đây là Hồ Sang các bạn. Một đường truyền dành cho cầu thủ số 39 đó là Huy Gùa. Để biên cho cầu thủ SC Gành Giác. Thì số hiện tại đang là 4-3 nghiêng về cầu thủ SC Gành Giác các bạn. Với bàn thắng lần sau lên 4-3 của công tàu. Cầu thủ số 20. Xin chào Minh Thuận. Khánh Băng hỏi Ba Lành ăn gì chưa? Đó là nhắn của Minh Thuận. Và đây bóng Hồ Sang, rất hay. Và đây là Hoài Đức, một đường truyền cho Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh cho Khé, Quảng Nghiêm. Hoài Đức, đó là một đường truyền dành cho Ba Lành. Chưa được, không đi hết được Nguyễn Nhật. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ SC Gành Giác.
Bình thường nhắn với Ba Lành là đá về sớm sớm Ba Lành ơi. Có mấy em video kiếm kìa. Và đây là Hồ Sang các bạn. Và đây là Bá Lành. Đó là đường truyền của Hồ Sang dạt biên nhìn trong quý gồm các bạn. Chào Minh Thượng nha. Này có liên quan tới người lớn không con ơi? Để đọc bậy bạ không được đâu à. Đó là bài dứt điểm không bầu. Đó là bài dứt điểm của Đình Hồng. Bài bóng quá lần, chọc khe, chưa được, đến nào. Và đây là Hồ Sang, một đội truyền Hoài Đức các bạn. Còn nữa, hello Minh Thuận. Hello Hoàng Khởi, hello Ngọc Quý nữa, nãy giờ Ngọc Quý có Hoài Đức nãy giờ có đụng banh chưa? Đó là nhắn của Ngọc Quý các bạn. Rồi tiến lên, vô. Tiến lên chưa các bạn, sang lại số 4 đều các bạn. Hai đội bóng chúng ta lại tiếp tục quay về quả xuất phát rồi. Còn nữa chào Đại Gia Bảo, chào Minh Thuận, chào Hoàng Khởi, chào Ngọc Quý, Thanh Tú, Hoàng Hoài Đức, Ngọc Quý gọi là chẳng là Hoài Đức nãy giờ có đụng anh chưa? Hoài Đức nãy giờ có ghi bàn luôn rồi mà Ngọc Quý ơi. Đây là toàn thắng các bạn. Ngọc Quý giờ này em biết đang ngồi kháng đại VIP hay kháng gì tại gì đây các bạn. Rồi là quả bóng của thủ môn Đăng Long. Rồi là bắn nghiêm. Hồ Sang. Đó được cho khe, nhà cho bắn nghiêm. Bắn nghiêm sẽ làm gì đây? Vậy mẫn mẫn đen các bạn, mẫn đen đã vào xong mình phía rồi SC Gan Z. Và đây là Hậu Thiếu ơi, không vào. Quách Phong Mẫn đã vào sân và chơi vị trí hậu vệ bên phải cho cầu thủ SC Gan Z. Tuyến lĩnh. Vì Tuấn Biêu cũng đá vào sân trở lại bên phía đội SC Gan Z các bạn. Tiến lĩnh. Đó là đường truyền đưa đến vị trí của Quang Nghiêm nhưng chưa thành công. Đây là Ba Lần. Hồ Sang các bạn. Hồ Sang dứt điểm không vào. Tỷ số hiện tại cho đến bây giờ đó là 4-4 các bạn. Còn thằng sang bàn số 4 đều của Tuyến Lĩnh. Mình phía rồi Hoài Đức FC. Đây là Minh Thiện. Mẫn đen. Đã có tình huống phạm lỗi rồi. Tình huống đá phạt dành cho các thủ SC Gan Z. Đây là Minh Thiện sẽ đá phạt. Đó là Đình Hào. Vẫn là cao thủ SCS Minh Thiện quá người để biện cho cao thủ GZ SC. Quá nghiêm tiến lĩnh và cái bóng của Mẫn Đen và đây là Hậu Tí Huy toàn thắng cho khe và các bóng kịp thời của Ba Lần. Ba Lần một đường truyền chưa được, một pha bắt bài của Hậu Thiếu Huy không vào, chưa thắng được thủ môn Đăng Long. Đây là Quán Nghiêm. Quán Nghiêm làm gì đây, một pha đi bóng Quán Nghiêm và cái bóng kịp thời của Đình Hào truyền về cho thủ môn Úc Teo. Hoài Đức làm gì đây, chưa được. Đây là toàn thắng, một đường truyền bằng máu hoàng trên trái bàn cho Tuấn Biêu. Rồi tiến lĩnh.
và đội bóng chưa thành công của Tiến Lĩnh. Để biên cho cái đội SC Gen Z. Được Tuấn Huyền. Cuộc đường truyền cho thủ môn Úc Teo. Mỹ Gùa. Mỹ Gùa chuyền bóng dành cho Hoài Đức Bắc Tường góc hay. Mỹ Gùa không vào. Đó là đường truyền tiếng hai nhưng chưa thành công. Đó là đường truyền của Minh Thiện dành cho đây là Hậu TV. Làm gì đây? Đó là đường truyền cho Toàn Thắng. Đường truyền wow. Khá nguy hiểm. Bóng nó trúng sang ngang các bạn. Bóng trúng sang ngang và đi hết được quyền ngang. Sẽ là tình huống bóng lên dành cho các cầu thủ Hoài Đức FC. Như vậy anh em xương ống vào sân các bạn. Để thay cho bầu Hoài Đức. Mình phía rồi Hoài Đức FC. Trận đấu đi tiếp tục. Đây là Đảng Long. Là Hồ Sang. Đây là Quy Gùa. Đó là đội chiến. Tôi đến vị trí Ba Lan. Quy Gùa quay Ba Lan làm gì đây? Dứt điểm có bầu. Thủ môn Úc Teo đóng bóng chính xác rồi. Và đây là đường truyền của Hậu TV. Và cái bóng của Ba Lan. Hồ Sang. Ba Lan. Hồ Sang. Đó là đường truyền của Hồ Sang các bạn. Đó là đường truyền của Huy Gùa. Cho Văn Hiêm. Quá người chưa thành công. Đây là Mẫn Đen. Mẫn qua lách sẽ làm gì đây? Toàn Thắng. Úc Teo. Sẽ là đội ném biên cho các thủ Hoài Đức FC. Và góc cho các thủ Hoài Đức. Của dữ liệu của Tiến Lĩnh. Đây là Hậu TV. Đó là gì của Huy Gùa các bạn. Tiến Lĩnh. Đây là Hiệp Sương Ống làm gì đây? Đội chiến 2 của Tiến Lĩnh. Và đây là Quang Nghiêm. Dứt điểm đó là đội chiến rất hay. Quả làm dứt điểm. Và điểm bóng vào góc gần của Ba Lan các bạn. Đằng số là 5-4 cho các đội Hoài Đức FC. Và làm vừa ghi bàn đánh số 5-4 cho cao thủ Hoài Đức. Đây là Minh Thiện trung vệ Mẫn đây. Đình Hào. Đình Hào chuyền bóng cho Mẫn đây làm gì đây? Là Văn Nghiêm các bạn. Sẽ là một tình huống đá phạt. Trả bóng về cho thủ môn Đặng Lộc các bạn. Trận đấu ta được tiếp tục. Đó là Minh Thiện một đường truyền dành cho Đình Hào. Đình Hào chuyền bóng cho Hậu TV. Chưa được. Đây là thủ môn Đặng Long. Rồi bên ngoài chuẩn bị nha. Đây là Ba Lan làm gì đây? Quá nghiêm. Và đó là đường chuyển của Hồ Sang. Đây là pha đi bóng của Tiến Lĩnh. Ok, Ba Lan. Góc kỹ thuật. Và là đường chiến. Dưới đêm có bầu. Ba đi bóng của anh Hiệp Sương Ống các bạn. Nhưng chưa thành công. 20 phút của Hiệp đi đấu
thứ hai đã trôi qua. Sẽ có những cái tên được tung vào sân của hai đội bóng chúng ta. Những cái tên vào sân đó là Lộc Diếu, Quang Nhất, Anh Phong, Giang Tính và Thiện Bay Bơ các bạn phía đội Hoài Đức FC. Còn phía đội SCNZ chúng ta có những cái tên vào sân gồm có Quang Kha, Quang Xuyên. Và Tấn Giao nữa các bạn. 5-4 con. Đây là Tấn Giao. Được cho khe gắt cây. Đường chỉ vào, không vào. Đó là thượng cản phá của Đăng Long. Và góc dành cho cao thủ SCNZ. Đã đâu, bóng vẫn còn. Đây là Minh Xuyên, Quang Xuyên các bạn. Tôi là Xuyên. Chẳng là tôi là Xuyên, làm gì đây? Và đây bóng tôi là Xuyên, không vào. Tôi là Xuyên, không vào. Ai phải điểm của tôi là Xuyên các bạn. Dứt điểm. Và điểm thứ hai của tôi là Xuyên thì bóng đã đi trúng sang ngang. Đây là Thiện Bay Bơ cho khe, đây là Thiện Sương Ống làm gì đây? Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Thiện Sương Ống các bạn. Và phối hợp giữa Thiện Bay Bơ và Thiện Sương Ống. Trời ơi, trời ơi, vừa ghi bàn nên số lên 6-4 cho đội Hoài Đức FC. Đây là Minh Thiện. Một đường truyền dành cho đây là tôi là Xuyên. Minh Thiện. Một chị nhạc viên nhìn tao Tấn Giao. Tấn Giao làm gì đây? Giờ Tấn Giao. Đây là Thiện Sương Ống. Đây là Tuấn Biêu làm gì đây? Lộc Diếu đã cao bóng thành công. Một trận trả bóng của Đăng Lộc về cho thủ môn Úc Teo các bạn. Trời, bữa nay giải trí, bữa nay đồ đẹp quá ta. 22 đội. Đường trả bóng về cho thủ môn Út Đeo Hoàng, nó được tiếp tục. Rồi, được rồi, không nói nữa, tiếp. Đây là Minh Thiện các bạn. Đó là một chiền dành cho cầu thủ số 30, Toàn Thắng các bạn. Bóng lên thì thủ môn Đặng Lộc. Đây là Lộc Dũng. Một chiền nhìn cho Thiện Bay Bơ. Đây là Hoàng Nhất. Chuyên vệ Thanh Phong. Nhận lòng dưới của bạn. Còn chuyện cho Thiện Bay Bơ. Phản công cho cao thủ Hoài Đức FC từ lúc bắt tường. Chưa được. Lúc bắt tường của Đẹp Sương Ống dành cho Thiện Bay Bơ nhưng chưa thành công. Đây là Thanh Phong. Lòng dưới. Hoàng Nhất. Và đây là hai đội bóng của Văn Tính. Cho khe. Thiện Bay Bơ hơi nhẹ. Minh Thiện đã cắt bóng thành công. Đó là vị trí cho Toàn Thắng. Ở
đây là tắng vào. Một tình huống dứt điểm từ xa, chưa thắng được thủ môn Đặng Lộc các bạn. Đây là Hoàng Nhất. Đây là Thiện Bay Bơ. Đây là anh Hiệp Xương Ống, một đường truyền tiếng ai. Hoàng Nhất, Giang Tính. Đây là Thanh Phong. Sẽ làm tình huống ném biên các bạn cho cầu thủ Gen Z SC. Nó đọc dưới kia cho tính đây nè. Cho tính lên cho lũ dưới á. Thì vậy anh Hoàng Giang sẽ vào sân các bạn. Để thay cho anh Hiệp Xương Ống bên phía rồi quay Đức FC. Tướng Biêu. Đây là Minh Xuyên. Sẽ làm tình huống đấu phạt dành cho cao thủ SC Gen Z các bạn. Quang Xuyên. Đây là Minh Thiện. Vẫn là cao thủ Gen Z SC, một đội chì nhạc biên. Để biên các bạn, để biên cho cao thủ quay Đức FC. Đây là Hoàng Nhất. Thanh Phong. Cũng ôm Đặng Long. Vẫn là các thủ quay Đức FC. Chỉ Hoàng Nhất dành cho Hoàng Giang. Vẫn là anh Hoàng Giang. Sau trận đấu này chúng ta sẽ được chứng kiến màn trình diễn siêu kinh điển vào tối thứ ba hàng tuần giữa hai đội giải trí 1 và giải trí 2 các bạn. Trận đấu kinh điển hấp dẫn và mang tính giải trí rất cao. Đây là Hoàng Nhất. Giang Tính. Đây là pha đi bóng của Lộc Vũ. Đây là Quang Xuyên. Giang Tính làm gì đây? Quả đi bóng của Giang Tính chưa được. Đó là bóng chính xác của thủ môn Út Tèo. Và đây là Minh Thiện Trung Huệ các bạn. Đây là Quang Xuyên, túi là Xuyên, đội chỉ cho Tuấn Biêu. Đó là chỉ cho Minh Thiện các bạn. Minh Thiện dứt điểm từ xa, đừng hơi nhẹ. Đây là tình huống phát bóng lên cho đội bóng Đặng Lộc. Đây là Hoàng Nhất. Tiễn Bay Bơ. Đây là Hoàng Giang. Một nữa chúng ta đang có mặt tại sân đấu Hoàng Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu giữa hai đội bóng Hoài Đức FC và SC Gen Z. Hoàng tỷ số hiện tại đang là 6-4 và cách là 2-3 nghiêng về các thủ Hoài Đức FC. Lộc Dữ một đường chuyền bóng. Giang Tính dứt điểm không bóng. Bóng đi vô công dọc. Sẽ thủ hậu lên cho thủ môn Út Tèo. Đó là đường truyền của tôi là Xuyên các bạn. Thái Phong. Chào đón Vĩnh Tiên. Cải thiện Quang Kha các bạn. Đó là đường truyền của Tấn Dâm. Đây là Giang Tính. Tiễn Bay Bơ chưa được. Bóng đã đi hết đường biên dọc, sẽ là tình huống ném biên cho các đội SC Gen Z. Chú Dũng nhắc Đồng Vĩnh Tiên gì Đồng Vĩnh Tiên ơi. Chú Dũng là ông gà thì ghi bàn liên tục nha Đồng Vĩnh Tiên. Đó là đường chuyền của Minh Thiện. Hoàng Nhất. Đây là Tướng Biêu. Tướng Biêu không vào. Bóng đi qua con dao quanh.
Đây là Hoài Đức. À, xin lỗi bạn, đó là đường truyền của Thiện Mấy Vân dành cho Nhân Tính. Chữ Thế Vô. Đó là pha phối hợp giữa Thiện Mấy Vân và Nhân Tính các bạn. Nhân Tính vừa có đủ dứt điểm. Ghi bàn đánh số lên 7-4 cho cầu thủ Hoài Đức FC. Đồng Nguyễn Tiên nhắn là lâu quá không gặp chú Dũng. Chút nữa gặp nè. Đúng rồi, là chú Dũng đã cho giải trí nè, đồng Nguyễn Tiên. Đó là 3 chiếc điểm. Và điểm của tôi là Xuyên các bạn. Đây là gặp liền luôn nè. Chú Dũng đang khởi động nè, đồng Nguyễn Tiên. Đây Hoàng Nhất. Giang Tính các bạn. Anh Hoàng Giang. Vào phối hợp các nhịp nhàng của cầu thủ Hoài Đức FC. Anh Phong. Quảng Kha. Quảng Kha làm gì đây? Để đủ các bóng kịp thời của Hoàng Nhất. Đây là Hoàng Giang Hoàng. Và đây là Tiễn Bay Mơ. Tiễn Bay Mơ chiếm bóng. Đây là Hoàng Giang. Vô. Đó là bàn thắng của anh Hoàng Giang. Anh Hoàng Giang vừa ghi bàn đánh số lên 8-4 cho các cầu thủ Hoài Đức FC. Xin chào anh Quỳnh Anh. Hello Quỳnh Anh. Anh Quỳnh Anh quản lý xong đã tắm quỳ các bạn. Còn cảm ơn Quỳnh Anh. Thì số đường đang lên 8-4 rồi. Đó là bàn thắng của anh Hoàng Giang. Từ phía Hoài Đức FC các bạn. Còn nữa cho anh Quỳnh Quỳnh Anh, anh Quỳnh Anh đẹp trai. Anh cầu thủ phạm lỗi rồi, cầu thủ vừa bị phạm lỗi là Quang Kha. Là sẽ đến tình huống đá phạt các bạn. Đá phạt cho cầu thủ SC Gen Z. Chào quý khán giả các bạn, các bạn xem live stream của hai đội bóng chúng ta. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này là Đạt CG các bạn. Đạt CG và tôi là Xuyên. Tôi là Xuyên, không bầu. Bóng chúng là gầu. Tôi là Xuyên. Hai ba dứt điểm liên tục của tôi là Xuyên. Và góc cho cao thủ SC Gen Z. Ruộng cản phá của Đăng Lộc. Đây là anh Hoàng Giang. Sẽ làm được đội ném biên cho cao thủ Hoài Đức FC. Thanh Phong. Tuyến lĩnh. Là Quảng Nghiêm. Quảng Nghiêm đã vào sân các bạn cho khe rất hay. Hoài Đức. À, chính là các bạn, đây là Thiện Mây Mơ. Thiện Mây Mơ sẽ làm gì đây? Được chi vô. Đó là chuyện của Hoàng Giang. Đây là Quảng Nghiêm. Hoa này cũng hơi dài các bạn. Đó là đường truyền của Thanh Phong. Giang Tính. Và đây là anh Hoàng Giang. Chủ môn Đặng Lộc. Vẫn là cao thủ Hoài Đức FC các bạn. Bỏ tay. Và các bóng của Quang Xuyên để biên cho các cầu thủ Hoài Đức FC. Và đây là Thiện Bay Vơ. Giang Tính thì nhà biên cho Quang Nghiêm. Đây là Thanh Phong các bạn. Thanh Phong sẽ làm gì đây? Quang Nghiêm. Và đây là Tiến Lĩnh. Đó đường truyền dành cho rất hay của Thanh Phong dành cho Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh dứt điểm không vào. Bóng lên cho thủ môn treo. Đây là Võ Xuyên.
Hậu TV. Hoàng không, Hoàng gì chưa được. Điểm mấy bên? Nhận là điểm mấy bên? Chủ cắt bóng của thủ môn Úc Tèo. Xin chào các anh em. Xin chào các anh em, người ta nhắn đến anh Hiệp là về nhậu anh Hiệp ơi. Ông Hiệp lo nói chuyện rồi các anh em ơi. Bạn đầu chuẩn bị thành công. Đây là quán xuyên của bạn Bùi Chiền dành cho Hậu TV. Là Đạt Siêu Gờ. Đây là quán Nghiêm. Giang Tính. Giang Tính dứt điểm không bầu. Bóng đi một sang ngang. Ngồi Úc Tèo sẽ phát bóng lên. Tại đây chữ quán Kha, đây là quán Xuyên các bạn. Quán Kha, đây là Đại Sĩ Cơ. Đây là quán Kha. Và đây là quán Kha, chưa được tiến lĩnh. Tiến lĩnh chiều bóng, chưa được Hậu TV. Hậu TV, không vào. Và đây là Thanh Phong. Tiến lĩnh. Đó là các bóng của Hoàng Thông. Đó là một đường chọc khe gắt hay. Vẫn xuyên chưa được. Chúng ta sẽ có 2 phút bùi giờ cho hiệp đấu thứ hai này. Hai hiệp bóng của Danh Tính. Đủ các bóng kịp thời của Tấn Nhân. Bóng lên tiếng mùng Đăng Long. Đây là Văn Tính. Quán Nghiêm. Đây là Văn Tính các bạn. Quán Nghiêm. Vẫn là cao thủ Hoài Đức FC. Xin chào các em, người ta nhắn là quay ông bầu giùm em cá anh ơi. Ngủ bầu về nhậu rồi anh em ơi. Tại khi nào bóng hết thì nguyên cái mới quay ông bầu em được. Để mà quay ông bầu em cái người ta đá vô cái bị chửi nữa. Như mà nhớ em nhớ cái tình huống đây là Quán Nghiêm. Thấy chưa, Hoàng bầu là mắt các bạn thấy nè. Quán Nghiêm kêu Hoàng các bạn. Đặng số lên 94 cho đội Hoài Đức FC. Thấy coi đi bàn hút thứ 60 không? Quán Nghiêm vừa kêu Hoàng đặng số lên 94 cho các đội Hoài Đức FC các bạn. Đâu đi chúng ta về. Đó là 7 điểm không bầu. Tỷ số này được nâng lên 94 với bàn thắng của Quán Kim các bạn. Tiến lĩnh. Giang Tính. Thì quay bớ không không. Bóng đi vô công dọc. Đó, nè bây giờ quay bầu em đưa nè. Các em đó, bây giờ đang bầu nè. Chắc mày chắc 60 á. Và trận đấu đã kết thúc các bạn. Một chiến thắng dành cho đội Đức FC. Bình Dương xin tạm dừng trận đấu tại đây. Và sẽ có người lên mới chúng ta theo dõi hai đội giải trí thi đấu nha. Có được anh em ơi. Từ từ mà đã.